Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cái cách mà chúng ta đăng ký cái vé máy bay nhân đạo nhé. Thì vé máy bay nhân đạo thì nó có cái ưu điểm là nó rẻ lắm, nó chỉ có hơn 1 vạn thôi. Còn đâu vé thương mại thì chúng ta phải mua với giá hơn 5 vạn cơ. Thì đối tượng nào được mua vé nhân đạo thì đối tượng như là lao động hết hạn này, du học sinh đã hết hạn trong thẻ cư trú này, thăm thân này, với cả bất hợp pháp này. Bất hợp pháp mà ra đầu thú ấy ạ, mà đã cái thứ hai nữa là người lao động mà chấm dứt hợp đồng, đấy là những cái đối tượng mà được văn phòng kinh tế Đài Bắc người ta hỗ trợ chúng ta về cái chuyến bay nhân đạo. Thì làm sao mà để đăng ký được chuyến bay nhân đạo thì mọi người làm theo mình nhá. Thì đầu tiên là mọi người vào cái Google giúp mình này, đây nhá, cái vào Google nhá, vào Google. Mọi người gõ là V E C O L A B O R. Đấy, mọi người ấn tìm kiếm giúp mình. Đó, thì ở đây nó có cái Ban Quản lý Lao động Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Thì mọi người ấn vào. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái những cái mục như này. Thì nó sẽ giúp mình nắm bắt được cái thông tin mà văn phòng Đài Bắc lúc nào người ta tổ chức cái chuyến bay cho mình. Thì ở đây người ta có ghi là thông báo về chuyến bay này, hỗ trợ đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước ngày 28 tháng 4 năm 2021. Đây những cái thông tin mà chuyến bay nhân đạo mà được văn phòng kinh tế Đài Bắc người ta hỗ trợ cho chúng ta bay về. Thì tiếp theo thì mọi người kéo xuống, mọi người xem ở đây có những cái thông tin như là thông tin quy trình đăng ký này, quy trình check in này, và một số cái hướng dẫn mua vé. Thì đây chúng ta quan trọng là trong cái mục này mọi người này, cái mục các chú ý cần thiết này. Thì khi mà đăng ký thì mình lưu ý là mọi người giúp mình tổng hợp những cái thông tin như là số hộ chiếu của mình này, hay là cái số điện thoại mình đang sử dụng này, đấy xem có chính xác hay không nhá. Cái tiếp theo thì mọi người kéo xuống dưới nữa nhé. Thì ở dưới đây nó có phần là một là mọi người ấn vào cái đường link, hai là mọi người có cái mã QR code này, mọi người lấy một cái máy khác, mọi người sẽ nhập cái mã QR code này. Thông thường thì những cái đơn giản thì mọi người chỉ cần ấn vào cái dòng chữ màu xanh này thôi là nó chuyển cho mình sang một cái đường link đăng ký nhé. Đó, mọi người cứ làm theo từng bước từng bước. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cái cách đăng ký làm sao mà cho đúng nhá. Thì đây thì họ tên mọi người viết làm theo hướng dẫn. Ngày tháng năm sinh, mọi người cũng điền chính xác cái ngày tháng năm sinh của mình. Hộ chiếu cũng vậy nhá. Thì hộ chiếu của mọi người là bao nhiêu thì mọi người sẽ điền chính xác. Rồi số điện thoại liên hệ ở Đài Loan này, địa chỉ email này, hoặc mọi người có like thì mọi người nhập tên vào nhé. Cái tiếp theo thì cái này mọi người cần phải lưu ý này. Ở cái phần thêm ảnh hộ chiếu này, mọi người thêm vào cái ảnh mà nó có cái phần cái hiển thị như kiểu cái ảnh của mặt của mình nhé. Có nghĩa là chụp trong cái trang đầu là cái trang bìa, còn trang thứ hai là bên trong ấy, thì mọi người sẽ chụp cái mặt đấy nhá. Cái mặt ở bên trong đấy ạ. Thì ở đây người ta sẽ ghi là mọi người có bằng tốt nghiệp thì đối với học sinh sinh viên, nếu mà mọi người là học sinh sinh viên thì mọi người có thể thêm vào, còn không phải thì mọi người sẽ bỏ qua nhé. Rồi ok, đấy là toàn bộ cái quá trình mà mình hướng dẫn tất cả mọi người cái cách đăng ký vé máy bay nhân đạo nhé. Thì có bất cứ một cái thắc mắc gì ấy thì mọi người sẽ comment ở phía dưới nhá, để mình có thể giải đáp cái thắc mắc. Thì cái trang này là cái trang chính và là cái trang mà chính thức của Văn phòng Kinh tế Văn hóa
đài của Việt Nam tại Đài Bắc nhé. Mọi người có thể đăng ký qua cái trang web này. Thì trong cái quá trình sắp xếp thì người ta sẽ ưu tiên xem trường hợp nào về nước, người ta sẽ nhắn tin cho mọi người nhé. Nhắn tin thì người ta sẽ nhắn tin qua cái số điện thoại là 0933 262 và 836. Thì mọi người chú ý để chú ý đến cái tin nhắn nhé. Thì lúc nào người ta sắp xếp được cái chuyến bay mà giải cứu chuyến bay nhân đạo ấy, thì người ta sẽ gọi liên hệ cho mình. Rồi ok, không dài dòng nữa, mình xin kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.